Tới đây, giai đoạn thứ hai bắt đầu rồi. Giai đoạn thứ hai sao? Tên nhóc này không có dựa vào sức mạnh của cổ thần, mà có thể kích hoạt thay đổi hình dáng. Sức mạnh của hắn rốt cuộc là tới từ đâu chứ? Tưởng biến mất thì có thể dụ dỗ được ta sao? Ngây thơ, ta vẫn có thể thông qua sự chuyển động của sức mạnh tự nhiên để cảm nhận được sự tồn tại của ngươi. Xuất hiện cho ta đi, phá không độc thích. Đây là Diêm Ảnh Ma Long. Chết tiệt, sức mạnh ma pháp có tính áp đảo này, cấp bậc bây giờ của mình rất khó đối phó. Sao rồi, kỹ năng quái lực mà mày kiêu ngạo đi đâu mất rồi? Lúc trước không phải còn dấu ngực nói lớn là có thể quá giải bất kỳ đòn tấn công nào sao? Xem ra một khi sức mạnh vượt quá giới hạn mà mày có thể chịu đựng được thì không tài nào phát huy được tác dụng gì. Thằng nhóc con dắt mũi còn chưa sạch kia, bất đắc ý đi. Đắc ý sao? Không, đây là thực lực. Không ngờ trong chớp mắt là lật ngược tình thế rồi sao? Hoàn toàn không có chỗ để chúng ta nhúng tay vào. Không ngờ Vô Cực đại nhân lại rơi vào tình cảnh khó khăn. Không, là hoàn toàn mất hết khí thế rồi. Không, điều này là không thể nào. Vô Cực đại nhân là hy vọng của bọn mình, sao ngày ấy có thể thua được chứ? Không ngờ Vô Cực ta lại cũng có một ngày bị xem thường. Nếu giữa chúng ta là sự chênh lệch của ma lực, những người nhà mà ta tin tưởng nhất đã tới lúc thể hiện lòng trung thành của các ngươi rồi. Vì đại nghiệp của chúng ta, hãy trả lại sức mạnh mà ta ban cho các ngươi đi nào. Vô Cực đại nhân, tại sao ngài lại lấy đi sức mạnh mà ngài ban cho bọn tôi vậy? Thiên Càn level 40. Những kẻ trở nên yếu đuối như chúng tôi thiệt sự có thể sống tới ngày đại nghiệp hoàn thành sao? Tên này bị làm sao vậy? Trong chớp mắt mà cấp bậc giảm đi nhiều vậy? Sức mạnh của bác tướng bọn họ đều bắt nguồn từ Vô Cực. Bây giờ Vô Cực lấy lại sức mạnh đó thì không nói tới những người đã từng tu luyện khác. Kể như hắn nhất định là không chịu nổi đả kích này. Sức mạnh nào đó ở trên người chúng ta sao cũng bị hút đi vậy? Thứ bị hút kia không phải là sức mạnh của bản thân chúng ta, mà là sức mạnh trong con dấu mà lúc trước chúng ta đánh bại hai người trong bắt tướng nên có được. Sức mạnh của ta lại quay về rồi. Cảm giác ma lực tràn trề này đúng là lâu rồi không gặp. Sớm biết những tên này vô dụng như vậy thì ta không chia sức mạnh này cho các ngươi, rồi chơi trò chơi gia đình nhạt nhẽo gì đó. Quả nhiên, người đáng để tin tưởng nhất vẫn là bản thân mình. Vô Cực, level 220. Cho nên mày giống vậy không hiểu cái gì gọi là người nhà. Nếu sức mạnh của mày đã hồi phục rồi, vậy thì chúng ta cũng không cần lãng phí thời gian nữa. Một chiêu quyết định thắng thua đi. Đúng lúc hợp ý của ta, tới đây. Để ta dùng sức mạnh của cổ thần đưa ngươi về với trời đất. Diệp Hạo level 18. Ta thắng rồi, sức mạnh cổ thần của ta hoàn toàn lấn át sức mạnh ám diêm của ngươi. Ngày chết của ngươi tới rồi, Diệp Hạo. Như vậy sao? Cái gì? Không ngờ dùng miệng cắn dòng pháp cổ thần của ta. Sự ngu xuẩn của ngươi đúng là một sự sỉ nhục đối với cổ thần như vậy. Sao lại như vậy chứ? Sức mạnh của cổ thần ban cho ta không ngờ lại bị ngươi dùng cách thức vô văn hóa như vậy phá vỡ. Không, Vô Cực level 180. Xem ra cổ thần của mày vốn không ban toàn bộ sức mạnh cho mày,
Công cụ như mày đã mất đi giá trị lợi dụng rồi. Cho dù thắng được ta thì đã làm sao chứ? Các ngươi trừ khi bị kéo vào ao ảnh cổ thần thì ta đã định sẵn sẽ bị nhốt ở nơi này, mãi mãi cũng không tài nào thoát khỏi. Cái gì?